Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Ly đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy nhé bạn. Rồi thì như lúc trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm nhiệm vụ và thức tỉnh thành công cái sandbox V2 nhé bạn, nhưng mà mình không đủ nguyên liệu luôn. Hiện tại là mình đã đủ tất cả nguyên liệu rồi nhé bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi nâng cấp lên V2 và review chiêu cho bạn xem như thế nào nhé bạn. Thì các bạn nào muốn xem lại cái mà để thức tỉnh lên á, nhiệm vụ á bạn và cách hoàn thành á, thì các bạn có thể xem ở clip tại đây cho mình nhé các bạn. Đấy, mình xin mời các bạn chỉ cần coi clip trước của mình thôi là được nhé bạn. Rồi lên thành công nhé bạn, biến hình gì đây? Ô cái cục đó bạn, ô hay thế. Rồi thì trước khi vào clip thì truy cập ngay vào happyrobot.shop, shop đặt Roblox số 1 Việt Nam, shop có những robot hối hả nè. Mấy bạn mà coi phim mà mấy cái phim mà diễn tưởng các bạn đúng không bạn, là bạn sẽ thấy được mấy cái cục này hoài luôn á. Đó. Đó, mấy cái phim mà diễn tưởng mà công nghệ khoa học tiên tiến các bạn, kinh thật sự luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ review chiêu cho bạn xem nha. Đầu tiên á, các bạn lít thường thì thay vì các bạn đấm đúng không, thì cái cục này nữa bạn là sẽ qua quánh giùm các bạn nha. Đó các bạn không, đó sẽ biết đi kiếm các bạn đấy, kiếm của công nghệ đỉnh cao các bạn hả, và cũng quánh vậy xịn ha. Ôi công nghệ khoa học các bạn ơi. Rồi đầu tiên chiêu Z nha, đầu tiên chiêu Z đây. Đó, Z đầu tiên là mình sẽ chữa ra mấy cái đường các bạn, chiếu 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 đấy, đây lại nha cho bạn thấy nè. Đó thấy chưa, mình chữa ra mấy cái đường nha. Rồi tới chiêu X, chiếu X mình cũng giống như là bắn như cũ các bạn, nhưng mà bắn mình sẽ bắn ra cái đường to hơn, đó bự và to hơn nhé bạn. Còn trước đó giống như là bắn cái như của Deku các bạn, bắn một cái luồng gió các bạn, luồng gió nhỏ à, bây giờ là bắn to hơn bự hơn. À thấy xịn chưa, quay rồi giờ tới chiêu C nhé bạn. Chiêu C thì các bạn sẽ chưởng ra một cái đường lửa nhé bạn, trước đó cũng có chưởng luôn, bắn Coca đó bạn đúng không, bắn Coca nhưng mà bây giờ là chưởng khác luôn phải không. Đó ở kia các bạn quẹo á sẽ có một cái vệt các bạn, cái vệt không, cái vệt mà như là các bạn bắn xuống đất mà bị nứt nứt ra các bạn. Đấy, cái vệt rất là đẹp nha các bạn, chiêu cực kỳ đẹp luôn đấy. Và cuối cùng đó chính là chiêu E nha các bạn, chiêu E là hồi máu đó, đây hồi bạn thấy hồi máu không, y chang như công nghệ đỉnh cao AI luôn các bạn, là kiểu máy móc hiện đại các bạn, phim khoa học viễn tưởng ấy. Ôi xịn thật sự các bạn ơi, hồi admin tới cái mức độ mà đã qua khoa học viễn tưởng rồi nha các bạn, chơi qua máy móc rồi bạn ơi. Đây cực. Và cái chiêu này các bạn, cái chiêu B này, cái chiêu V chứ lộn, cái chiêu V này sẽ là cái chiêu sẽ giúp cho các bạn giống như là chuyển đổi cái trạng thái của con robot như vậy, giống như chuyển qua giận dữ á. Đây ví dụ cho bạn thấy nha, đó thấy chưa, con robot của mình giống như chuyển qua giận dữ phải chưa, đó giống như chuyển qua cái trạng thái giận dữ gì đó, đó phải không. Đấy đây trạng thái giận dữ, và khâu sau khi mà các bạn chuyển qua cái trạng thái giận dữ này á là chiêu của các bạn sẽ bị, nói chung là đòn đánh như là chiêu các bạn sẽ bị trừ máu nha các bạn. Đấy là hình như là các bạn phải gọi là đánh đổi bằng máu của mình luôn ấy đó. Đây và giờ cho bạn thấy đánh đổi bằng máu như thế nào nha. Thì đầu tiên là lít thường đó, lít thường bây giờ là các bạn thấy không, đó bây giờ lít thường là các bạn có thể lít đi đâu cũng được nha bạn, không có cưỡng chiến đâu mà đánh rất xa luôn nha bạn. Đó giống như các bạn chuyển hoàn trạng thái đánh xa, và các bạn thấy không, mỗi lần đánh á các bạn bị trừ máu nè, đó bị trừ 2.500 máu nè, bây giờ đó các bạn sẽ bị trừ máu liên tục luôn, rất là đau nha bạn, rất là rác luôn. Rồi để mình hồi máu lại đã. Đó đây không, chiều máu rất là rác nha các bạn, rất là thốn luôn ấy, không có đùa đâu. Rồi đầu, bây giờ qua chiêu Z nha. Đầu tiên thì hình như là chỉ có sửa chiêu Z thôi nha các bạn. Đã ở lộn, phải sửa là chuyển đổi á, khi các bạn chuyển đổi qua trạng thái này á là các bạn đánh thường bốc máu nè, chứ cái chiêu Z này thôi nha các bạn. Đó chiêu Z này các bạn bây giờ sẽ bị trừ máu liên tục nha các bạn. Đó nhưng mà các bạn có thể bơi bơi khá là ngon, như mày mình thấy cái chiêu này bơi bơi khá là ngon luôn. Rồi còn mấy chiêu còn lại thì vẫn như cũ với bạn, chiêu đó chiêu X thì vẫn như cũ nè, C thì vẫn như cũ luôn nhớ bạn, không khác gì ha, để chưa. Đó, hồi máu thì vẫn vậy luôn. Đó, là sau khi mà các bạn chịu qua trạng thái này á là các bạn chỉ có đánh thường với lại chiêu Z là khác thôi. Đó thấy nha, còn lại là như cũ đấy. Rồi thì mình đã review chiêu cho bạn đúng không. Rồi bây giờ mình đánh giá nha các bạn. Đầu tiên á cái dạng mà biến màu xanh này nữa bạn đúng không, cái chuyển hóa màu xanh này á của cái con robot này á thì mình nghĩ là để săn, đi săn vô biển nha, farm sẽ rất là ngon nha các bạn. Đó riêng theo mình thôi nha, theo ý kiến riêng của mình đánh giá nha. Thì đây đó những chiêu vậy nè các bạn, mình nghĩ là vô vô biển hay là hydra các bạn, đam rất là to nha các bạn, đam ảo ấy đó, sẽ thuộc dạng đam ảo, đam rất là to đó, nên mình nghĩ là chiêu sẽ đi riêng về đi săn thôi. Còn chiêu C này á thì mình không tính rồi nha các bạn, tại C này là cũ hay mới đều vậy mà. Đấy cái cận chiến này nha các bạn là dành cho săn hydra với lại vô biển. Rồi sau khi các bạn chuyển đổi qua cái trạng thái mà màu hồng này ấy thì sẽ là đi bơi 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 nhé bạn. Đó mình nghĩ là bơi bơi khá là ngon luôn, các bạn nhìn nè. Đó thì các bạn muốn chỉ đâu cũng được, mà phải tầm cái tầm các bạn còn xa hơn nữa mà các bạn đúng không. Đấy gặp chưa nữa nào, chiều này các bạn muốn chỉ đâu cũng được luôn. Đó thấy chưa, khá là ngon luôn nhé bạn.
Hay, mình nghĩ là chạy qua trạng thái này là bơi bơi còn hơn, chứ các bạn mà sân hay ra vô biển đã bị mấy con đó đà bót mà mày đúng không, đánh mất máu đã nhiều rồi, các bạn chuyển qua dạng này là không không có hơn, mình nghĩ là không có thế nào mà hồi máu kịp đâu nha bạn, rất là đau nha bạn. Đấy là vậy rồi. Và một cái điều đặc biệt nữa nha bạn là cái chiêu E nữa bạn, có thể hồi máu cho đồng đội luôn nha các bạn, là hồi máu gọi là hồi máu AOE các bạn, hồi máu giống như là Phượng Hoàng với lại cái cây gậy mà hồi máu luôn đó. Rồi bây giờ là chuyển đổi lại dạng này đi ha, bây giờ mình đánh cho bạn thấy đam nha. Đấy, riêng bây giờ chiêu E admin đã buff thêm, đó chính là hồi máu cho toàn đồng đội luôn nha các bạn, là tất cả những người mà đứng trong cái vòng luôn. Đây ví dụ cho bạn xem nha, đó những người mà đứng trong cái vòng này nó bạn, rồi lát hồi mình đã xem bình thường đi rồi mình hồi máu cho bạn thấy sao nha. Rồi giờ mình cho bạn thấy đam đi ha. Rồi đầu tiên đánh thường nha, đó đánh thường mình chỉ có 3.700 đam thôi nhớ bạn, đó bây giờ 3.700 đam nha, không có cái đam nào mà đam cuối hay gì đó, đam to nhớ bạn, đam những vậy nha. Đó 3.700 đấy, 3.75. Rồi bây giờ tới chiêu Z nha, chiêu Z đó không, chiêu Z nè, quánh vô mấy con quái thường là có một hit là 6.700 đam thôi, nhưng mà khi mà quánh vô mấy con mà quái to nhớ bạn, đây những con quái to á, là đam sẽ ảo lên nữa, thấy ảo rất là ảo luôn nha các bạn, đây chú ý luôn cho bạn thấy luôn nha. Đó thấy chưa, lát hồi mình sẽ đi quánh như con mấy con như là hệ Zoan ở bên kia cho bạn thấy đam sao nha. Rồi giờ tới chiêu C, đây chiêu C các bạn đó dự lựa chuẩn chịu chuẩn như mình là các bạn sẽ được cỡ 15k đam, thấy chưa, 15k đam nha, mình không biết là giữ full vô là 17k đam hay không nữa, từ từ nha để mình thử nha mày, để mình chuẩn chuẩn nhất nha bạn, chuẩn chuẩn full full chiêu luôn như thế nào. Rồi đây đó vẫn là 15k thôi nha bạn, chuẩn là vẫn 15k thôi nha. Đấy rồi thì bây giờ chuyển dạng qua switch qua đó, chuyển qua dạng gọi là đánh đổi bằng máu các bạn, đánh đổi bằng máu nha. Rồi một lần đánh thường nhiêu 5k đá mà, thấy chưa, ôi mày vô cái dạng này bơi bơi rất là ngon luôn nha bạn, một lần đánh thường 5k đam. Ồ giờ qua chiêu Z nha, đây bạn thấy nha, đó chiêu Z giống như là vừa khống chế đối phương luôn bạn, vừa khống chế đối phương mà vừa giữ đối phương lại trong đó luôn. Đấy tổng cộng là 14 cái đam bạn thấy nha, 14 cái đam, nhưng mà mình phải đánh đổi bằng hai mươi mấy ca máu của mình nhớ bạn. Đấy hai mươi mấy ca máu của mình thì mình nghĩ là hơi đau nhớ bạn, đó thấy không, đánh đổi bằng hai mươi mấy ca máu của mình luôn, nhưng mà được cái là chiêu E lại hồi máu là AOE nữa bạn, đỡ nè. Nên mình nghĩ là cái dạng này đó các bạn phải gọi là cân nhắc nha các bạn, phải cân nhắc kỹ nha mới đổ cái dạng này nha các bạn. Đấy giống như BB á, mấy bạn mà thấy bạn nó còn xíu máu ấy, đấy thì các bạn có thể đổ qua dạng đó, và các bạn có thể kết liễu nhanh thì còn được nhé bạn, đó tiêu diệt nhanh thì còn được, chứ mà các bạn mà đổ qua dạng này các bạn đánh hụt chiêu ấy, hụt tùm lum ấy, thì mình nghĩ là khả năng cao là các bạn sẽ toàn cao hơn là mình đi BB với đối phương quánh mình luôn á bạn, thật sự luôn, và có cả khả năng tự hủy luôn nha các bạn. Đây mình cho bạn thấy khả năng tự hủy là như thế nào nha, bây giờ mình sẽ chiêu tới tới mức mà mình hết máu mình toàn luôn cho bạn thấy nha. Đó có tự hủy luôn nha các bạn, thấy không, đánh rất là xa nha mày, ui bao nhiêu nè, đó ui xa cực kỳ luôn. Rồi bây giờ tự hủy cho bạn thấy nè, đó tự hủy tự hủy tự hủy tự hủy tục tục cái nữa đó, phải không, mình toàn thấy chưa đó, nên các bạn các bạn thấy rồi đó, có cả khả năng tự hủy luôn nha các bạn, nên các bạn phải xài chiêu gọi là mình đánh là như đánh đổi các bạn, nên các bạn phải suy nghĩ kỹ nha, đấy phải đánh đổi đó. Rồi còn bây giờ là mình sẽ cho bạn thấy lượng đam của cái dạng màu xanh nha bạn, cái dạng màu xanh nha, đó các bạn thấy đam ảo như thế nào, như mình mới nói đó là cái dạng xanh là để đi săn hay đồ ra vô biển, còn cái dạng mà hồng các bạn là các bạn bb đấy là vậy sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ xài chiêu Z cho bạn xem nha, hồi nãy là chiêu Z có mười mấy sáu mươi mấy đam một hit đúng không, nãy đánh hai hit là 12k đam đúng không, rồi bây giờ bạn nhìn vô mấy con khổng lồ nè đó, thấy chưa, 18k đam liền nhớ bạn. Rồi bây giờ mình chưởng chuẩn tí nha, đây đây bạn nhìn nha, ôi hụt hụt quay hụt quay, không có chuẩn lắm, từ từ con này dướng dướng cái đầu bạn, con này thì dướng hơi dướng cái đầu đây đó, bây giờ 18k đam nha, còn ít nè đó, thấy không, 18k đam luôn. Nhưng mà cái chiêu Z này là hình như mình bữa hôm qua mình test các bạn là đam to hơn nhiều, nó mấy con mà càng nói chung là càng to các bạn thì các bạn quẹt một phát là sẽ nhiều hết hơn đó, giống như hay ra vô biển sẽ to hơn là mấy con hệ Zoan này nha các bạn. Từ từ đâu, biến hình lên coi, biến hình lên nhanh lên biến hình lên để coi nào, đây đây thấy không, quay không quay không quay không quay, ủa con này đi lẹ vậy thi đó. Còn riêng cái chiêu X này là 5 hit là sẽ mát nha mày, đấy 5 hit là sẽ mát là có 18.000 thôi, còn cái chiêu Z này là hơi nhiều hơn nè, nhưng mà mấy con này mình quánh không có gì được nha mày. Thiệt chứ
không thể tin được. Khủng long kia cái tiếng mắc cười quá các bạn ơi. À, từ để hồi máu lại đà đây. Thử quánh con voi đi hả mày, quánh voi đi. Tại vì khi các bạn như là cái chiêu này mình nhớ là quánh vô được cỡ tới 4-5 hit lần là hai mấy ca đam lần đó các bạn, chiêu Z đấy. Đấy thì một lượng đam khá là to nha các bạn, ít Z mà cộng lại là đam to lắm. Thế là vậy. Đâu, thử voi nha. Phải không? Voi vô tới gần là mình sẽ bị như là bị cái người mình bị quay vô khác các bạn. Đây, chiu 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 chiu. Ô vẫn 3 hit hả ta? Đấy, 3 hit hả ta? Từ từ để mình lén làm sao được 4 hit trong ta. Gần tới không? Cố lên. Ô vẫn 2 hit hả? À. Làm sao ta để ráng chuẩn nha mày. Đây. Ô vẫn 2 hit hả ta? Sao kỳ vậy? Đó vẫn 2 hit nha mày. Cái này thì 4 hit nè. Cái đó hình như do này cũng không có được nhiều hit lắm hay sao bạn ơi. Thấy không? Đó, hình như do này không được nhiều hit ấy. Phải vô du biển như hydra các bạn mới thấy chuẩn được nha các bạn. Thế là vậy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra một cái server thường. Hình như mấy server thường này không được tính hay sao ta? Mấy cái server thường này hình như là server VIP hay sao các bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi, tất cả đều server VIP nha các bạn. Phải ra server thường ở ngoài mới được. Rồi nha các bạn, hiện tại mình đang server thường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xài cái chiêu mà hồi máu cho bạn thấy nha, AoE nè. Là khi các bạn chỉ cần đứng gần đối phương thôi nha các bạn E cho mình nè. Đó thấy chưa? Đó. Là đối phương, đấy, đối phương cũng sẽ có cái hiệu ứng giống như là bị giống như là chữa lành đó các bạn. Chữa lành vết thương từ con robot này các bạn. Đó là các bạn thấy đó. Ui xịn sò ha. Rất là xịn luôn. Rồi thì mình đã review cho bạn hết tất cả khả năng của cái melee Cyborg V2 luôn rồi nhé các bạn. Tất cả khả năng từ đam nè, từ chuyển hóa các bạn trong BB hay là săn du biển hay là hồi máu đồng đội gì mình đã cho bạn thấy hết nha. Rồi mình có thiếu chỗ nào nữa thì các bạn comment chứng minh dưới cho mình biết nhé các bạn. Đấy thì đây mình đã review cho bạn thành công nha. Đây là con robot đó, công nghệ AI đỉnh cao, khoa học diễn tưởng của admin nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhé. Nếu các bạn mà thấy hay á, kéo xuống dưới bấm ủng hộ cho mình một like và subscribe nhé các bạn, và nhớ ủng hộ shop hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Cô Gia Thi, bye bye. Ây da, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.